Bạch Hoàn dạy dỗ giới dân nhân sĩ trí thức và dân chủ cách đọc hiểu thông tư 19. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết hiệp định thương mại biên giới với điều 8 quy định rằng các hoạt động buôn bán ở khu vực biên giới sẽ được thanh toán bằng Việt Nam đồng và nhân dân tệ hoặc ngoại tệ chuyển đổi. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 19/2018, thông tư Ngân hàng Nhà nước để cụ thể hóa điều 8 nêu trên. Theo đó, từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, các cá nhân, doanh nghiệp và ngân hàng sống gần biên giới Việt Trung và có hoạt động kinh doanh qua biên giới sẽ được sử dụng Việt Nam đồng và nhân dân tệ hoặc ngoại tệ chuyển đổi khi thanh toán bằng tiền mặt và ngân hàng. Từ ngày 30 tháng 8, các tổ chức cá nhân chống đối bắt đầu đồng loạt tận dụng vụ việc để khơi dậy sóng truyền thông bài Trung cực đoan, rồi dùng nó cho mục đích chống chế độ. Chẳng hạn khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 31 tháng 8, Nguyễn Quang A viết trên Facebook cá nhân rằng thông tư 19 đã mở đường cho việc nhân dân tệ hóa Việt Nam như một bước đi từ từ để bán nước. Trong bài, ông Quang A viết rằng vì thông tư không nói rõ đối tượng được thanh toán bằng nhân dân tệ ở khu vực biên giới chỉ bao gồm các công ty, tổ chức có đăng ký hay bao gồm cả cư dân, nó sẽ cho phép người dân Việt Nam tự do mua hàng hóa, dịch vụ bằng nhân dân tệ ở các tỉnh biên giới Việt Trung. Cùng ngày 31 tháng 8, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và nhóm Lão Mà Chưa An cùng ra một văn bản mang tên Tuyên bố về quy định cho phép sử dụng nhân dân tệ, có nội dung chính giống hệt bài viết của ông Nguyễn Quang A. Cuối bản tuyên bố, người khởi thảo đề nghị thu hồi thông tư 19, đồng thời truy cứu trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng và các quan chức liên quan. Năm tổ chức đầu tiên ký tên vào tuyên bố này là Diễn đàn Xã hội Dân sự, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Văn đoàn Độc lập, Bauxite Việt Nam và Hội Bầu Bí Tương Thân. Vì Nguyễn Quang A là người sáng lập ra hai nhóm Lão Mà Chưa An và Diễn đàn Xã hội Dân sự, là nhà tài trợ của Văn đoàn Độc lập, đồng thời có nhiều ảnh hưởng tới câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và Bauxite Việt Nam. Có thể thấy ông A đóng vai trò chính trong việc khởi thảo tuyên bố. Hiện nay, sau một tuần, đã có 245 cá nhân ký tên vào bản tuyên bố. Ngày 6 tháng 9, đài VOA tiếng Việt đã phỏng vấn một số người ký tên. Từ ngày 2 tháng 9 năm 2018, những bài viết phản bác hướng tuyên truyền vừa nêu trên bắt đầu xuất hiện trong dư luận phi chính thống. Cụ thể, ngày 2 tháng 9, cựu phóng viên Bạch Hoàn đã viết một bài dài đưa ra ba lập luận phản bác. Thứ nhất, thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có giá trị như hiến pháp hay văn bản pháp luật, mà chỉ là một văn bản để hướng dẫn thi hành nghị định 14 của chính phủ chứa các quy định tương tự và đã được ban hành sớm hơn. Thứ hai, nghị định 14 đã nêu chi tiết những đối tượng được thanh toán bằng nhân dân tệ khi giao thương ở khu vực biên giới và quy định rằng việc thanh toán này không diễn ra trên toàn tỉnh mà chỉ diễn ra ở các xã thuộc biên giới. Thứ ba, theo nghị định 14 thì trong thương mại biên giới, nhân dân chỉ được dùng nhân dân tệ khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản và phải dùng tiền mặt Việt Nam đồng. Người viết phàn nàn rằng giới báo chí, cả chính thống lẫn phi chính thống, đã không đọc kỹ nghị định 14 và thông tư 19 để nắm những chi tiết vừa nêu mà vội vàng đưa tin để dẫn dắt dư luận. Trong khi đó, đài BBC tiếng Việt đã dùng cụm từ nếu như cho lưu hành nhân dân tệ để bẫy chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, khiến ông Doanh trả lời phỏng vấn theo định hướng phản đối thông tư 19 này. Cuối bài, Bạch Hoàn ca ngợi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh không khác nào là cái tát vào mặt các nhân sĩ trí thức và khuynh hướng tuyên truyền lợi dụng xuyên tạc thông tư 19 kia. Khi trả lời phỏng vấn báo Vietnamnet vào ngày 5 tháng 9, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đưa ra những lập luận tương tự như Bạch Hoàn, nhưng triển khai chi tiết hơn. Cùng ngày, Bạch Hoàn viết một bài khác dẫn lời bà Phạm Chi Lan để bảo vệ kết luận cũ. Vì cả Bạch Hoàn lẫn Phạm Chi Lan đều có tiếng nói đáng kể trong dư luận phi chính thống, sau ngày 5 tháng 9, chủ đề này tự xịt. Thật tội cho bản ký tên tập thể của nhân sĩ trí thức như Nguyễn Quang A và nhóm Lão Mà Chưa An, Bauxite Việt Nam khi họ đã bị hố và được cô phóng viên trẻ tuổi cùng phe nhóm với họ dạy dỗ về cách đọc văn bản luật, phơi bày sự cực đoan, vô não trong phong trào thoát chung bài Hán do họ khởi xướng.